các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin về làm đẹp, chăm sóc sức khỏe tới cho các bạn. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là một trong những chủ đề dành riêng cho chị em phụ nữ trên 25 tuổi. Đó chính là ngoài 25 tuổi thì làm như thế nào? Phải chăm sóc da để ngăn chặn quá trình lão hóa. Và đó là một trong những vấn đề được nhiều người trong chúng ta quan tâm đúng không? Vậy thì hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về quy trình chăm sóc da chống lão hóa dành cho chị em phụ nữ trên 25 tuổi nhé! Đi thôi! Như anh đã chia sẻ ở trong rất nhiều video trước, đó chính là ngoài 25 tuổi thì các dấu hiệu lão hóa của bạn sẽ bắt đầu xuất hiện bởi vì cái lượng collagen trong cơ thể của chúng ta sẽ sản sinh ra chậm hơn và đồng thời khi đó trên da mặt của chúng ta sẽ xuất hiện khá nhiều nếp nhăn, tàn nhang hay là chân chim. Điều này thì biểu hiện cho việc là chúng ta đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lão hóa hay là chúng ta già đi rồi và nếu như chúng ta không chăm sóc da đúng cách này, cũng như là không bổ sung collagen vào trong cơ thể thì chắc chắn chỉ ngoài 25 tuổi và đến 30 tuổi thôi thì da của chúng ta sẽ nhăn nheo nhăn nheo vào rất nhiều như vậy. Chính vì vậy thì việc chăm sóc da vô cùng quan trọng và với quy trình chăm sóc da dành cho phụ nữ hai ngoài 25 tuổi thì cũng cần phải thực hiện theo các bước đúng và cũng như là phải chọn ra cho mình là dòng mỹ phẩm chuyên dụng dành cho việc là chăm sóc chống lão hóa cho da. Và bước đầu tiên trong quy trình chăm sóc chống lão hóa da đó chính là lựa chọn sản phẩm làm sạch da mặt, còn gọi là nước tẩy trang hay là sữa rửa mặt. Uhm, như việc lựa chọn nước tẩy trang thì chúng ta cần phải lựa chọn dòng ở thiên về collagen nhiều hơn một chút. Tuy nhiên thì việc tẩy trang thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái quy trình chăm sóc da chống lão hóa của chúng ta Mà thay vào đó thì chúng ta hãy chọn dòng sữa rửa mặt thiên về việc cung cấp collagen nhiều hơn Cũng như là nó trẻ hóa làn da cho chúng ta nhiều hơn Theo anh thấy thì trên thị trường có khá nhiều dòng sữa rửa mặt Nhưng để tìm ra một dòng sữa rửa mặt phù hợp cho chị em phụ nữ trên 25 tuổi Đồng thời là ngăn chặn quá trình lão hóa trẻ hóa làn da Thì ông anh đã chọn ra dòng sữa rửa mặt sâm đỏ đến từ Hàn Quốc Đây Ừ, nếu mà nhận xét về cái vỏ bề ngoài của nó thì anh phải nói là trông nó khá quê một chút nhưng mà để mà nói về cái chất lượng bên trong thì hiệu quả của nó thì không có gì phải bàn cãi rồi bởi vì dòng này thì chuyên dành cho chị em phụ nữ trên 25 tuổi và nó được sản xuất được lấy từ tinh chất hồng sâm 6 năm tuổi và khi chúng ta sử dụng thì nó sẽ có cái mùi thơm của sâm đặc trưng và đồng thời khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm này nó vừa cung cấp collagen cho chúng ta, kích thích sản sinh collagen và nó còn cân bằng độ pH làm sạch sâu cũng như là trẻ hóa làn da. Điều quan trọng đó chính là tinh chất saponin có trong hồng sâm thì nó sẽ giúp là ngăn ngừa các sắc tố melanin hình thành trên da của chúng ta vậy nên nếu như bạn đang kiếm một dòng sữa rửa mặt nào đó bổ sung vào trong bộ uh, dòng chăm sóc da chống lão hóa của mình thì oanh khuyên rằng nên chọn cái dòng sản phẩm sữa rửa mặt sâm như thế này bởi vì bên cạnh việc là chống lão hóa cho da thì nó còn có công dụng tuyệt vời trong việc là làm sáng da cho chúng ta. Và về cách sử dụng thì vô cùng là đơn giản thôi. Chúng ta có thể sử dụng như những loại sữa rửa mặt bình thường, nhưng hãy áp dụng theo công thức nóng trước, lạnh sau như anh đã từng chia sẻ ở trong rất nhiều video trước. Bước thứ hai trong quy trình chăm sóc da chống lão hóa cho chị em phụ nữ trên 25 tuổi sau khi rửa mặt, đó chính là chúng ta cần phải chọn loại mặt nạ phù hợp với da của mình. Và như anh đã từng nói đúng không? Có rất nhiều loại mặt nạ chăm sóc da cũng như là chống lão hóa cho làn da Tuy nhiên thì để mà phù hợp nhất để cũng như là ngăn chặn quá trình chống lão hóa rồi cung cấp collagen quan trọng cho làn da thì ông anh đã chọn ra dòng mặt nạ collagen tươi đến từ Hàn Quốc của hãng Amusic này. Và nhiều anh cũng đã có chia sẻ đây là gần như là cái dòng mặt nạ mà có thể dùng được cho mọi lứa tuổi. Tuy nhiên để mà phù hợp nhất với nó đó chính là những chị em phụ nữ trên 25 tuổi. Bởi bên cạnh việc là nó cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho da, giữ ẩm cho da thì dòng sản phẩm mặt nạ này nó còn cung cấp collagen cho làn da, đồng thời là khiến cho da của chúng ta được ẩm hơn, mịn hơn, sáng hơn cũng như là nó sẽ hỗ trợ là làm mờ đi các vết nhăn ở trên gương mặt của chúng ta. Và thời điểm tốt nhất để chúng ta sử dụng mặt nạ đó chính là vào buổi tối trước khi đi ngủ. Và thời gian để trên mặt cho chúng ta là từ 15 cho đến là 20 phút. Không nên để quá thời gian này bởi vì nếu như bạn để lâu trên da mặt sẽ xảy ra tình trạng hút ẩm ngược, từ đó thì nó sẽ không còn hiệu quả như lúc ban đầu nữa. Bước 3 trong quy trình chăm sóc da chống lão hóa cho chị em phụ nữ trên 25 tuổi, đó chính là sau khi chúng ta sử dụng xong mặt nạ và để khô mặt thì bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ sử dụng toner hay còn gọi là nước hoa hồng với Nước hoa hồng thì Oanh đã chọn ra dòng nước hoa hồng Amu 6 Toner Collagen đến từ Hàn Quốc như thế này Và đây là dòng toner chuyên dụng để chăm sóc da cho chị em phụ nữ trên 25 tuổi Đồng thời là ngăn chặn quá trình lão hóa đến sớm với chúng ta Về cái mùi thì khá là thơm, mùi đặc trưng của hoa hồng Và quan trọng một điều nữa là cái này thì nó là theo dạng gần như là kiểu gieo đặc như thế này Thế nên là khi chúng ta dùng thì anh khuyên rằng chúng ta hãy đổ trực tiếp ra lòng bàn tay và vỗ lên mặt. Như vậy thì chúng ta vừa hấp thu được hết những dưỡng chất trong này mà không bị bỏ phí lại ở trong bông tẩy trang. Và cái thời điểm tốt nhất như anh cũng đã nói rồi, đó chính là chúng ta sử dụng vào buổi tối và buổi sáng. Và với dòng này thì nó không chỉ cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho da đâu mà nó còn giúp cho da của chúng ta được tươi trẻ hơn, cung cấp độ ẩm cần thiết cho da và đồng thời là ngăn chặn tình trạng lão hóa xuất hiện trên da của chúng ta. Bước thứ tư trong quy trình chăm sóc da dành cho chị em phụ nữ trên 25 tuổi chống lão hóa, đó chính là sau khi chúng ta sử dụng toner thì chúng ta hãy sử dụng kem dưỡng chống lão hóa hay còn được gọi là tinh chất chống lão hóa. Và với cái dòng chống lão hóa này thì Oanh đã lựa chọn ra một trong những thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng hàng đầu tại Hàn Quốc trong việc chăm sóc da, đó chính là thương hiệu mỹ phẩm Ohui khi nhắc đến ô Hui thì chúng ta đều biết là mỹ phẩm của thương hiệu này rất là đắt tiền cũng như là rất là cao cấp đúng không? tuy nhiên thì với dòng mỹ phẩm cũng như là với cái thiết kế như thế này mới của ô hui thế này thì đã tiện lợi hơn cũng như là đã phù hợp hơn với túi tiền của chị em phụ nữ đó chính là nó không còn ở trong những dạng chai thủy tinh và trong cả hộp nó rất cao cấp sang trọng nữa mà thay vào đó thì ô Hui đã cho ra đời dòng sản phẩm kem dưỡng chống lão hóa ở trong cái gói nhỏ như thế này đây ạ và với cái thiết kế gói giấy nhỏ như thế này thì oanh thấy rằng nó khá là tiện dụng kèm với đó là giá thành của nó khá là phù hợp với túi tiền của chị em phụ nữ thế nên là chúng ta có thể dùng được dòng sản phẩm này và quan trọng cái dòng uh, sản phẩm chống lão hóa như thế này thì có hai loại như phía bên này của kiều oanh thì sẽ là dòng tinh chất chống lão hóa của ô hui với dòng tinh chất này thì nó khá là lỏng cũng như là mùi của nó khá là thơm và với dòng này thì chúng ta sẽ sử dụng sau khi chúng ta bôi cái dòng kem dưỡng chống lão hóa này lên Và ông anh tin chắc rằng với cái dòng mỹ phẩm ô hôi này thì nó sẽ mang lại hiệu quả gần như là 100% Gần như là tuyệt đối đấy bởi vì nó đã nổi tiếng trong việc là phòng chống lão hóa cũng như là trẻ hóa làn da rồi chăm sóc làn da cho mình rồi mà thế nên đây sẽ là một trong những cái bước vô cùng vô cùng quan trọng mà chúng ta không nên bỏ qua để chăm sóc làn da cho mình đồng thời là ngăn chặn tình trạng lão hóa xuất hiện trên da thế nên hãy lựa chọn sử dụng dòng sản phẩm ô hôi tinh chất chống lão hóa này nhé Bước thứ năm trong quy trình chăm sóc da chống lão hóa cho chị em phụ nữ trên 25 tuổi, đó chính là bên cạnh việc chúng ta sử dụng các dòng sản phẩm từ bên ngoài chăm sóc cho da thì chúng ta cũng cần phải bổ sung collagen cũng như là bổ sung nước cho cơ thể từ sâu bên trong. Và tất nhiên điều này thì không chỉ bằng việc là chúng ta ăn uống tập luyện thể dục hàng ngày mà còn cần phải có những sản phẩm hỗ trợ cung cấp vô cùng tuyệt đối nữa. Và Oanh đã chọn ra được hai dòng sản phẩm phù hợp cho chị em phụ nữ trên 25 tuổi, đồng thời là đang rất hiệu quả được chị em phụ nữ Hàn Quốc sử dụng. Đó chính là dòng nước uống cung cấp collagen 10.000 VP đến từ Hàn Quốc. Còn loại thứ hai đó chính là viên uống cấp nước Inabi Aquarix cũng đến từ Hàn Quốc như thế này đầu tiên thì anh sẽ nói qua về dòng sản phẩm nước uống Collagen ờ, đây là dòng sản phẩm cung cấp Collagen trực tiếp bằng việc là chúng ta uống và với cái dòng cung cấp Collagen như thế này thì chúng ta hãy sử dụng theo cái quy trình theo cái công thức của chị em phụ nữ Hàn Quốc ấy đó chính là chúng ta sử dụng 3 tháng sau đó ngưng một tháng lại tiếp tục sử dụng 3 tháng tiếp theo và với việc cung cấp collagen từ sâu bên trong như thế này thì nó sẽ giúp cho không chỉ là chúng ta là ngăn chặn được quá trình lão hóa mà sản phẩm này nó còn giúp cho tóc của chúng ta được mượt hơn, móng của chúng ta thì được bóng hơn, khỏe hơn, đồng thời là ngăn chặn tình trạng da nhăn nheo ở chúng ta và xóa bỏ đi những cái nám tàn nhang trên gương mặt của chúng ta. Và đây là dòng sản phẩm các bạn nên sử dụng Và như anh có chia sẻ rồi, thời điểm tốt nhất để chúng ta uống sản phẩm này Đó là vào buổi tối trước khi đi ngủ 30 phút Và hãy nhớ rằng chúng ta sử dụng thường xuyên sản phẩm này để có được hiệu quả nhất định nhé còn loại thứ hai mà anh sẽ giới thiệu tới các bạn đó chính là dòng sản phẩm viên uống cấp nước Inami Aquaric. Nếu như dòng sản phẩm nước uống collagen 10.000 VIP thì nó chỉ cung cấp collagen cho cơ thể của chúng ta thôi. Thì dòng viên uống cấp nước này nó vừa cấp nước cho cơ thể của chúng ta đồng thời còn cung cấp collagen và kích thích sản sinh collagen. Với dòng này thì chúng ta sử dụng nó ở dạng viên uống thì sẽ dễ uống hơn cũng như là mùi của nó khá là thơm. Mặc dù mùi của cái nước uống collagen cũng là thơm nhưng nếu mà xét về độ tiện lợi thì ông anh cho rằng cái dòng viên uống như thế này thì nó sẽ tiện lợi hơn nhiều và với cái em này thì khi chúng ta dùng nó vừa ngăn chặn được tình trạng khô da xuất hiện ở chị em phụ nữ mà còn cung cấp độ ẩm cho da, cung cấp collagen và với cái này thì chúng ta sẽ uống hai viên vào buổi tối cũng trước khi đi ngủ 30 phút và chúng ta cũng uống theo cái liệu trình đó là uống 3 tháng, ngưng một tháng rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục sử dụng. Và với cái giá thành của hai cái dòng sản phẩm này trên thị trường thì anh thấy khá là vừa với túi tiền. Ở với dòng sản phẩm Inbi Aquarix viên uống cấp nước này, chúng ta sẽ dùng được trong một tháng với cái hộp viên uống cấp nước này. Còn với cái dòng nước uống collagen này thì nó sẽ cung cấp collagen nhiều hơn, thiên về collagen hơn. Và trong một hộp này thì sẽ có 10 lọ thì phải và với cái này thì chúng ta uống mặc dù giá của nó cao hơn nhưng nó sẽ thiên về việc cung cấp collagen như anh vừa chia sẻ thế nên là hiệu quả của nó cũng sẽ cao hơn cái dòng viên uống cấp nước này hơn một chút. Vậy nên là các bạn có thể lựa chọn một trong hai dòng này là tốt nhất và vừa rồi là quy trình chăm sóc da chống lão hóa cho chị em phụ nữ trên 25 tuổi. Và như kiểu anh khuyên rằng nếu như chúng ta muốn ngăn chặn tình trạng lão hóa xảy đến sớm thì hãy sử dụng đúng quy trình như anh vừa chia sẻ trong video ngày hôm nay cũng như là lựa chọn đúng dòng sản phẩm mà anh chia sẻ để mang lại được hiệu quả cao nhất cũng như là tốt nhất. Và nếu như các bạn phân vân rằng cũng như là chưa biết mua dòng sản phẩm này ở đâu thì oanh khuyên rằng hãy lựa chọn sản phẩm tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Bởi những sản phẩm tại siêu thị Hàn Quốc thì đến từ những thương hiệu nổi tiếng chính hãng. Đồng thời là khi mua sản phẩm tại đây, bạn được kiểm tra hàng cũng như là được đổi trả hàng trong vòng 7 ngày nếu như khi nhận bạn thấy sản phẩm không đúng với những gì mà video đã mô tả. Và một trong ba phương thức để mua sản phẩm tại siêu thị Hàn Quốc có thể kể đến như là phương thức thứ nhất, chúng ta gọi điện tới hotline Korea Shop 24 giờ là 0904363 985 để được tư vấn mua hàng. Phương thức thứ hai đó là các bạn hãy nhấn vào đường link mô tả ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của siêu thị Hàn Quốc tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm mỹ phẩm này. Và quan trọng chúng ta có thể gặp nhau trao đổi các thông tin kiến thức về làm đẹp đúng không ạ? Chỉ với một trong ba phương thức như trên thôi chúng ta đã sở hữu trong tay những dòng sản phẩm tuyệt vời này mà không cần phải đi lại quá nhiều rồi. Và hy vọng với những thông tin mà Oanh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì các chị em phụ nữ trên 25 tuổi đã biết cách lựa chọn sản phẩm đúng với làn da của mình đồng thời là ngăn chặn tình trạng lão hóa cũng như là xóa bỏ những cái dấu hiệu của thời gian, dấu hiệu lão hóa trên gương mặt của chúng ta. Chúc các bạn có một làn da khỏe mạnh, đồng thời là luôn giữ gìn được nét trẻ đẹp theo thời gian. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye! Các bạn còn muốn tìm hiểu thêm thông tin về những sản phẩm làm đẹp đến từ Hàn Quốc thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những sản phẩm mới nhất, những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h.